Thưa quý vị, ngày 20 tháng 3 năm 2023, Thủ tướng đã có quyết định phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chữ Xuân Dũng. Trước đó, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Chữ Xuân Dũng. Tháng 1 năm 2023, Ban Bí thư đã họp và kết luận ông Chữ Xuân Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ông chữ Xuân Dũng còn thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra vi phạm, khuyết điểm, tiêu cực, tham nhũng, gây thất thoát ngân sách nhà nước, vi phạm quy chế làm việc, không thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19. Vi phạm của ông chữ Xuân Dũng đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc trong xã hội ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng, cơ quan nhà nước. Cũng trong ngày 20 tháng 3, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Trước đó, tại kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề, cách đây hơn một tuần, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu bà Vũ Thu Hà giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Vũ Thu Hà, 51 tuổi, từng giữ các chức vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Long Biên, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanh vn Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông kênh youtube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức được cập nhật liên tục.